Xin được chuyển sang một số tin tức thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 4, giá vàng quay đầu giảm. Mỗi lượng vàng miếng giảm 1,3 triệu đồng chiều mua và 800.000 đồng ở chiều bán. Vàng nhẫn giảm 1,05 triệu đồng chiều mua và 900.000 đồng ở chiều bán. Mở phiên sáng 13 tháng 4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 81,2 đến 83,7 triệu đồng một lượng mua và bán, giảm 1,3 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 800.000 đồng ở chiều bán ra so với kết phiên ngày hôm qua. Vàng nhẫn hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, hiện niêm yết tại 74,3 đến 76,2 triệu đồng một lượng chiều mua và bán, giảm 1,05 triệu đồng ở chiều mua và giảm 900.000 đồng ở chiều bán ra so với kết quả phiên trước. Vàng nhẫn thì tiếp tục tăng giá, ghi nhận vùng giá kỷ lục mới tại 75,35 đến 77,1 triệu đồng một lượng mua và bán, tăng 250.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng ở chiều bán so với lúc mở phiên. Trước đó thì khi mở cửa phiên thì vàng nhẫn tăng 700.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng ở chiều bán. Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng 5 tới, hành vi khai thác thủy sản không có giấy phép có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Nội dung đáng chú ý trong Nghị định 38 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản vừa được Chính phủ ban hành. Cụ thể, việc khai thác thủy sản không có giấy phép cũng có thể khiến người vi phạm bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá, phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m đến dưới 15 m, khai thác thủy sản trong nội địa và trong vùng biển Việt Nam mà không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn; sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên, khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong giấy phép khai thác thủy sản. Các hành vi này tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần sẽ bị phạt tiền từ 60 đến 100 triệu đồng. Mức phạt 100 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Ngoài ra, tùy theo các mức vi phạm, chủ tàu còn bị tịch thu thủy sản khai thác, tịch thu ngư cụ hoặc tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá. Các mức phạt tiền nêu trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền cao gấp đôi. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, lương của viên chức giáo dục và y tế là hai ngành được tăng lương đầu tiên và nhiều nhất. Tương ứng với yêu cầu và vị trí việc làm, vừa đảm bảo mặt bằng tiền lương chung, vừa thể hiện ưu đãi đối với ngành này. Tuy nhiên, viên chức thụ hưởng vẫn băn khoăn về cải cách tiền lương. Sau đây là một số ý kiến tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một trong số 20 giáo viên đứng lớp lâu năm của trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, với 30% phụ cấp đặc thù nghề nghiệp, 15 năm thâm niên, viên chức Hà Thị Viễn nhận mức lương hơn 8 triệu đồng một tháng, chồng lao động tự do, thu nhập bấp bênh, hai con đang tuổi ăn học, khéo léo cân nhắc trong từng khoản chi tiêu trong tháng thì vừa đủ. Biết tin sắp tăng lương, xen lẫn tâm trạng phấn khởi là những trăn trở về cách tính mới. Cái việc mà bỏ hệ số thì đối với những cái giáo viên ra trường á, thì đó sẽ là một cái điểm lợi cho những giáo viên trẻ khi mới ra trường. Còn như là giáo viên như là tụi em thì có 15 năm công tác, và đặc biệt là những cái giáo viên trên em có thể là 20 năm mà hơn nữa, thì cái việc bỏ hệ số thì đấy là cũng một cái trăn trở cho những cái giáo viên mà lâu năm. Bên cạnh tiền lương cơ bản, khoảng 20.000 đoàn viên viên chức khối trường phổ thông, trung học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn được hưởng thu nhập tăng thêm từ cơ chế đặc thù. Do đó, khi cải cách tiền lương mới, nhiều giáo viên băn khoăn không biết nguồn thu nhập từ Nghị quyết 54 và Nghị quyết 98 của thành phố Hồ Chí Minh còn được duy trì. Qua cái cơ chế, qua cái chính sách đặc thù này thì đời sống của giáo viên chúng tôi, của anh chị em công đoàn viên đã được cải thiện rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng hiểu rằng là nó là một cái phạm trù riêng và nó không ảnh hưởng gì đến cái cải cách tiền lương. Tuy nhiên thì cái phụ cấp thâm niên thì không thực hiện nữa theo cái tính tiền lương mới này. Thì một số thầy cô thì cũng, những thầy cô đã gắn bó với nghề thì lâu năm thì thầy cô vẫn có cái tâm tư về cái nội dung này. 38 năm gắn bó với ngành y tế, từ trạm y tế phường đến phòng y tế quận, ông Hoài chứng kiến không biết bao lần cải cách tiền lương. Lương hai vợ chồng làm ngành y tế, hai vợ chồng đều đi làm thì mới nuôi nổi một người con. Này băn khoăn về cách tính lương với vị trí việc làm mà không tính đến thâm niên. Trình độ cũng là đại học với nhau, thí dụ. Nhưng mà ví dụ giờ cái người làm lâu năm
lâu năm hơn thì dĩ nhiên người ta có kinh nghiệm hơn. Nhưng mà cái người kinh nghiệm, cái người kinh nghiệm thì nếu mình sử dụng đã qua cái giai đoạn là tuổi tác cũng tương đối lớn, thì em mấy em nó là trẻ nhưng mà năng lực tốt, thì bổ nhiệm một cái vị trí thì có thể cao hơn, đồng ý, tại cái vị trí đó là trách nhiệm nó nhiều hơn. Thành ra nhưng mà có cái là giữ vị trí và cái thâm niên thì nói chung là mình làm sao cho nó hài hòa thôi. Bên cạnh đó, điều mà người lao động lo ngại nhất đó là giá cả thị trường thường leo thang trước, lương chưa tăng, giá đã tăng mạnh. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong quý 1 2024, số lượng lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp, rút bảo hiểm một lần đều có xu hướng giảm. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, cơ quan này đã chi chế độ trợ cấp và hỗ trợ học nghề ngắn hạn cho tổng số 154.000 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giảm gần 2.000 người so với cùng kỳ năm trước. Về số người rút bảo hiểm xã hội một lần, lũy kế đến hết tháng 3, cả nước có 308.120 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, giảm 189 người so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm tuy không nhiều, nhưng đó là tín hiệu đáng mừng vì số lượng người nhận bảo hiểm xã hội một lần duy trì đà tăng liên tiếp trong thời gian dài, làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người, nhiều phía. Cũng trong khoảng thời gian này, cả nước có hơn 14,24 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 12 tháng 4, tại di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Chùa Thầy, lễ khai hội Chùa Thầy và khai mạc tuần văn hóa du lịch xúc tiến thương mại huyện Quốc Oai 2024. Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm của công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội được diễn ra hấp dẫn du khách, trong đó không thể không nói đến show diễn thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ với quy mô lớn, dàn âm thanh ánh sáng tiên tiến nhất hiện nay, mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ về văn hóa Việt Nam trong thời gian tuần lễ diễn ra. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, xã Sài Sơn và nhân dân địa phương đã vinh dự đón quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống Chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Cùng với chuỗi hoạt động trò chơi dân gian, trình diễn múa rối nước, trình diễn các loại hình nghệ thuật đặc sắc, hơn 100 gian hàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, văn hóa du lịch, ẩm thực, sản phẩm làng nghề tại tuần lễ văn hóa du lịch diễn ra ở khu vực Chùa Thầy và khu du lịch vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội. Khi mà được đón nhận này vui lắm, vui bởi vì quê hương rồi thì nhân dân đã giữ được một cái lễ hội truyền thống gốc, vui bởi vì những cái nét đẹp văn hóa của quê hương Sài Sơn, Quốc Oai được vinh danh. Chương trình trình diễn Tinh Hoa Bắc Bộ rất là đặc sắc và nó như một cái nếu như đưa các học sinh nhỏ đến xem, nó như một cái bài học lịch sử và giáo dục truyền thống. Thậm chí nhiều khi trò chơi không còn nữa thì cái diễn Tinh Hoa Bắc Bộ tái hiện lại để cho người dân và đặc biệt thế hệ trẻ biết được cái văn hóa, những nét đẹp văn hóa truyền thống, những văn hóa tinh hoa đúc kết lại của người Việt chúng ta. Ban tổ chức lễ hội còn phối hợp với công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi trải nghiệm, các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực, mang lại cho du khách sự thích thú. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật biểu diễn Tinh Hoa Bắc Bộ được đưa vào đẩy mạnh trình diễn, tái hiện lại khung cảnh đồng quê Bắc Bộ một cách chân thực và tràn đầy cảm xúc. Em rất là vui và háo hức khi mà đến đây, tại vì là những cái trò chơi dân gian và những cái phong tục tập quán, các loại hình nghệ thuật dân gian của Việt Nam rất là hấp dẫn ạ. Chưa xem bao giờ nên cũng muốn đến đây xem. Đây là lần thứ hai mình đến đây rồi. Thì khi mà mình thấy đợt này là có di sản văn hóa ấy, thì mình đã có lên fanpage của Tinh Hoa Bắc Bộ thì mình có mua vé và dẫn người bạn của mình đi cùng. Thực sự đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Nó mang đến những hình ảnh văn hóa nét đẹp truyền thống của miền Bắc Việt Nam mình. Điểm nhấn của show thực cảnh còn đưa hàng trăm bà con nông dân của vùng đất Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội và các diễn viên múa chuyên nghiệp lên sân khấu. Những người dân chân lấm tay bùn bỗng được gọi là diễn viên với bao niềm hân hoan. Khi tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp, tôi là người Sài Sơn và được tham gia vào đây làm diễn viên quần chúng trong vở diễn Tinh Hoa Bắc Bộ. Cảm xúc của tôi thì tôi rất là vui, rất là mừng khi mình được đứng trên một sân khấu lớn
ở Việt Nam và rất là tự hào khi mà quê hương tôi có một cái vùng đất địa linh nhân kiệt để được diễn cái vở diễn Tinh Hoa Bắc Bộ, khơi lại những cái cuộc sống của các cụ ngày xưa. Lần đầu tiên thì em cảm thấy rất là tự hào. Tự hào cho bản thân em là một người con An Giang khi được chính bản thân mình được chọn để diễn show diễn lớn nhất, một show diễn thực cảnh lớn nhất của Bắc Bộ. Với 60 phút, show diễn đã chạm đến trái tim người xem qua những nét văn hóa, hình ảnh quen thuộc trong các câu ca dao, hát quan họ, trò chơi dân gian, múa rối nước, những tích xưa chuyện cũ về tín ngưỡng tâm linh, sĩ tử thời xưa được khắc họa trên sân khấu chương trình. Là chị xuất thân từ nông thôn ấy, và chị xem những cái cảnh này thì chị thấy nhớ ra nhà, nhớ bố mẹ, nhớ quê rất là nhiều ấy, nên là rất là cảm ơn đã có cơ hội để được đi xem một cái show biểu diễn hay như thế này ạ. Bên cạnh đó, khai mạc tuần văn hóa du lịch huyện Quốc Oai từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2024, công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội cũng đưa ra nhiều khuyến mãi ngày 13 và 14 tháng 4 tặng vé xem xiếc nghệ thuật cho khách hàng sử dụng dịch vụ Tinh Hoa Bắc Bộ, ngày 15 tháng 4 giảm giá 50% vé Tinh Hoa Bắc Bộ cho người dân địa phương, địa điểm tại khu du lịch sinh thái Tuần Châu Hà Nội. Nội dung chương trình bao gồm giải vật cổ truyền Tuần Châu Hà Nội mở rộng, cuộc thi nhảy dân vũ Flash Mod, nhóm nhảy nhí, trình diễn áo dài, chương trình biểu diễn thời trang, biểu diễn xiếc nghệ thuật, biểu diễn Tinh Hoa Bắc Bộ. Thực ra cái dự án Tuần Châu đang nằm tại địa phận Quốc Oai. Đây là một trong những cái vùng xứ Đoài, một cái vùng cái nôi của cái văn hóa nghệ thuật, để mà khai thác hết được những cái văn hóa và các cái nét đặc trưng ở đây, tôi nghĩ là còn rất nhiều chương trình như Tinh Hoa Bắc Bộ. Đây là chúng tôi chỉ có chất lọc một vài cái chương trình giới thiệu lại những cái ngày mùa rồi sản xuất, rồi những cái chương trình mà các ông tổ như cụ Từ Đạo Hạnh là những người truyền nghề cho dân rất nhiều nghề, trong đó có nghề múa rối trong những ngày nông nhàn. Và chúng tôi, công ty cổ phần Tuần Châu cũng hân hạnh và vinh dự là một đơn vị đầu tiên của nước Việt Nam chúng ta là thực hiện cái show thực cảnh và đóng góp một phần nhỏ bé vào vừa quảng bá và tăng cái giới thiệu với du khách quốc tế và trong Việt Nam và những cái nét đặc trưng văn hóa của Quốc Oai nói riêng và vùng xứ Đoài nói riêng nói chung. Đặc biệt, trong sự kiện lần này, các đại biểu và nhân dân được chứng kiến màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật độc đáo đến từ 200 drone, kết hợp âm thanh, ánh sáng. Chương trình biểu diễn drone đã tái hiện các biểu tượng đặc trưng của Quốc Oai như bản đồ huyện Quốc Oai, Thủy Đình, Thiền Sư Tử Đạo Hạnh ngồi trên tòa sen, Tản Viên Sơn Thánh và các di sản văn hóa đặc trưng. Nhưng mà cái drone này chiếu lên thì đúng là em ban đầu em cảm thấy rất là tự hào ấy. Phát minh ra được những cái rất là đẹp, truyền tải được những cái hình ảnh đẹp về chùa Thầy cho mọi người từ nơi xa khác nhau đến để xem ạ. Lễ hội chùa Thầy là một lễ hội lớn trong vùng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và khách thập phương với nhiều nghi lễ truyền thống độc đáo, đặc sắc được thực hành kết hợp với những hoạt động trải nghiệm tại Tuần Châu Hà Nội. Đây chắc chắn sẽ là nơi hội tụ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, niềm tự hào về quê hương đất nước. Nội dung đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phát triển nguồn nhân lực du lịch mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch chính là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho du lịch Việt Nam. Vấn đề được đưa ra bàn luận trong khuôn khổ của Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Nội dung được đề cập trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay.